Hôm nay chúng ta sẽ học về call option và chiến thuật là self cover call. Thì cũng như giống như mọi bài giảng khác, những cái nội dung mà mình giới thiệu ở đây chỉ mang tính giáo dục thôi. Mình sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu mà nó được sử dụng mà không tạo ra được kết quả tốt, mà các bạn có thể gặp thua lỗ hay rủi ro gì đó trong trading. Call option là gì? Thì call option chắc chắn là khi các bạn chơi option thì thường đa số mọi người sẽ bắt đầu với call option trước. call option là tương tự như put option ấy, thì nó cũng là một hợp đồng phái sinh từ stock. Nhưng mà khác với put option, call option thì nó đại diện cho quyền mua chứ không phải quyền bán. Giả sử như mình đang nói về một cái call option Apple ở Try 20 hết hạn ngày 16 tháng 4 2021, và premium của nó là 6,3 đô la một share. Thế thì cái call option này nó có ba cái thông tin cố định của nó là cổ phiếu của nó liên quan là Apple. Cái giá cho cái quyền mua này là ở 120, mình còn gọi là strike price, hay là giá chốt. Và ngày hết hạn của cái quyền được mua đấy là ngày 16 tháng 4 2021. Cái premium của nó thì sẽ thay đổi. Premium chính là cái giá trị của một contract đấy để giao dịch giữa cái người mua và người bán trên thị trường, thì cái đấy nó sẽ là thay đổi, còn ba thông tin kia thì cố định. Thế thì một cái call option này nó sẽ đại diện cho cái quyền được mua 100 share cổ phiếu Apple ở giá xác định trước là 120 đồng, và cái quyền mua đấy nó có thời hạn cho trước cái tức là cho đến khi market đóng cửa vào cái ngày 16 tháng 4. Một người mà muốn mua một cái call option này thì họ sẽ mua giống như mua stock thôi, tức là họ bỏ tiền ra để họ nhận về một cái contract đấy. Cái contract đấy coi là một cái tài sản của họ. Ví dụ chẳng hạn trong trường hợp này premium của nó là 6,3 đô la một share. Thì một contract sẽ là 630 đồng. Thế thì người mua khi người ta đặt lệnh, người ta sẽ phải bỏ ra 630 đồng từ tài khoản của họ. Và họ sẽ nhận về một cái contract. Cái contract đấy nó sẽ xuất hiện với dấu cộng ở trong cái danh mục tài khoản của họ. Sau khi thực hiện cái lệnh mua xong, tức là cái call đấy đã xuất hiện rồi ấy, thì người mua người ta có thể có hai thao tác. Thao tác thứ nhất là người ta exercise. Exercise có nghĩa là người ta thực thi cái quyền được mua đấy. Nói cách khác là họ mua cái quyền mua này về, bây giờ họ sử dụng nó. Thì khi exercise, họ sẽ được gọi là broker cho phép họ mua 100 share ở cái giá đã chọn trước, quy định trước trong cái option này là 120 đồng. Thì họ sẽ vẫn phải bỏ ra 120 đồng per share, có nghĩa trong trường hợp này 100 share là 12.000 để mua về 100 share như vậy. Thế thì khi exercise xong ấy thì broker sẽ lấy 12.000 đấy đem đi mua. Họ họ sẽ assign với lại cái người bán để lấy về 100 share. Vậy thì sau khi thực hiện xong exercise thì mình sẽ cái người mua sẽ mất đi 12.000 và cầm về 100 share. Và mất đi luôn cả cái call đấy. Tức là mặc dù lúc đấy cái call đấy nó có show là lãi hay lỗ gì thì về bản chất nó vẫn bị xóa đi. Cái người mua không được hưởng tí nào về cái phần lãi hay lỗ của cái call contract đấy, tại vì họ sử dụng chứ họ không có lợi dụng cái lợi nhuận của nó. Sau khi exercise xong thì call contract đấy sẽ bị xóa đi, nó biến mất, nó không có tác dụng nữa, nó đã qua sử dụng rồi, nó xóa đi. Nhưng mà đa số mọi người mua option không phải nhằm mục đích để mua share. Tại vì họ muốn mua share thì họ đã mua ngay từ trên thị trường rồi. Cái mục đích của mua call thường là để speculate. Tức là họ expect là cái lúc mua ấy, thì premium nó sẽ nhỏ hơn. Và sau đấy thì là premium nó sẽ cao hơn, tăng giá, họ sẽ cửa bán có lời. Thì cái thao tác để chốt lời ấy, nó sẽ là ngược lại của thao tác khi mua. Khi mua là sell, là buy to open, để gọi là bỏ tiền ra mở contract. Thì khi người ta làm ngược lại, người ta sẽ làm là sell to close, để đóng cái contract đấy lại và lấy tiền. Thì buyer khi mà sell to close ấy, người ta sẽ bán cái contract đấy lại cho market và nhận về cái giá trị tương đương của nó, cái premium của nó. Thì cái premium cái lúc sell to close có thể khác với lại cái premium lúc buy to open. Nếu mà nó cao hơn thì tức là người bán người người mua này có lời, tức là mua mua ở giá rẻ và bán được giá đắt hơn. Còn nhiều khi nó không được may mắn như thế, người ta phải cắt lỗ. Thì tức là giá khi mà
sell to close ấy, nó nhỏ hơn, người ta lấy lại được ít tiền hơn thì người ta bị lỗ. Phía người bán thì là ngược lại. Tức là giả sử như ban đầu call option thì bất cứ nó là giao dịch tự do, có nghĩa là bất cứ mọi người ai cũng có thể mua cũng có thể bán được. Và chúng ta cũng không sợ là không có người mua và bán, tại vì market nó được thiết kế để luôn luôn có những cái tay chơi lớn, những cái big player gọi là market maker. Market maker là những người mà đã được đăng ký sẵn với sàn giao dịch để họ sẵn sàng mua và bán bất cứ cái option nào nếu mà cái người người có người mua hoặc người bán tương ứng. Nhưng do đó nên là cái market maker lúc nào người ta cũng sẵn đó để chúng ta có thể mua. Họ sẽ có thể mua hoặc bán cái option cho mình. Thế thì một người bất kỳ có thể là người mua hoặc có thể là người bán được. Không nhất thiết là phải là market maker mới có thể được quyền bán option. Giả sử một người bình thường muốn muốn bán option cũng được, họ có thể sell một call. Thì khi thực hiện cái thao tác đấy, thao tác họ sẽ là sell to open. Khi sell to open ý, thì là cái người seller người ta sẽ nhận về cái premium của họ khi họ đặt lệnh. Và trong tài khoản của họ ấy thì nó sẽ xuất hiện một cái đánh dấu là họ đang nợ một cái contract đấy, hoặc là đang có một cái open contract và họ là seller. Thì tương tự như short sale thôi, tức là nợ contract ở đây thì cái dấu trong tài khoản sẽ là dấu âm. Ví dụ chẳng hạn như trong trường hợp này âm một Apple call là một try 120 hết hạn ngày 16 tháng 4. Cái người mua option thì có quyền được mua. Thế còn cái người bán option ấy, thì lại có trách nhiệm, trong trường hợp này bán call thì phải có trách nhiệm là thực hiện nghĩa vụ bán share khi mà người mua người ta yêu cầu. Cái giá đây là giá 120 thì buộc phải bán ở giá đấy, tức là đã thỏa thuận với nhau rằng là người bán option sẽ phải bán share 100 share tương ứng cho một contract, là giá chốt ở đây là giá trong cái contract đấy. Còn cái quyền cái nghĩa vụ đấy nó sẽ kéo dài cho đến khi nào cái hợp đồng đấy bị đóng hoặc là đến ngày hết hạn. Thế thì khi mà cái hợp đồng đấy nó được thực thi, tức là cái phía buyer người ta yêu cầu exercise, thì broker sẽ chọn một cái người bán để làm assignment, có nghĩa là người bán là người bán option đấy sẽ phải thực hiện cái nghĩa vụ của họ. Thì nghĩa vụ của họ ở đây sẽ là bán cái option ở cái giá chốt cho người mua khi người ta yêu cầu. Và tất nhiên người ta sẽ nhận về tiền bán như là giao dịch thông thường. Đấy, chỉ có khác là cái giá giá ở đây là giá chốt, giá strike price của cái option đấy, chứ không phải là giá trên thị trường. Và tương tự như trường hợp mà exercise của người mua, thì cái option của người bán sau khi mà tiến hành cái exercise xong, cái người bán này người ta gọi là assignment, thì cái option đấy nó cũng biến mất. Như vậy tức là nghĩa vụ của người bán đã hoàn thành và họ không phải lo lắng gì nữa. Nhưng mà đa số người bán nếu mà người ta muốn giữ share, người ta không muốn thực thi, không phải muốn thực hiện cái trách nhiệm của mình, thì họ có thể đóng cái hợp đồng đấy trước khi mà nó bị exercise. Thao tác đóng hợp đồng nó sẽ là buy to close. Nó ngược lại thao tác ban đầu. Ban đầu là sell to open. Thì thao tác ngược của nó sẽ là buy to close. Thế thì khi buy to close ý, người bán người ta sẽ phải lại trả lại cho market cái premium của cái contract mà họ đang muốn buy to close tại thời điểm đó. Và cái premium này có thể khác với lại cái premium khi mà họ thực hiện cái lệnh sell to open. Ví dụ chẳng hạn trong ví dụ này, nếu mà sell to open là 630 thì họ nhận về 630. Nhưng mà nếu giả sử như buy to close mà premium lúc đấy nó chỉ còn có 130 thôi, thì họ chỉ trả lại cho market 130 để close cái hợp đồng đấy. Và như vậy thì trong trường hợp này họ lời, đúng không? Tại vì họ bán được 630 cầm trước, sau đó lại trả lại cho người ta sau 130 thôi, họ lời 500 đồng. Còn trong trường hợp họ phải trả lại tận 1.000 để close cái hợp đồng đấy, thì họ lỗ chứ không phải lời, đúng không? Họ lỗ là sẽ là 1.000 trừ đi 630 tiền họ nhận ban đầu. Thì tùy thuộc vào tình huống thị trường mà premium cái lúc close có thể khác với lúc open, và do đó là người người bán này cũng có thể có lời hoặc có lỗ, hoặc bị lỗ khác nhau. Ok, các bạn có câu hỏi gì về phần này không? Tức là cái tác dụng của cái call option hay là cái người mua thì có quyền lợi gì, cái người bán có nghĩa vụ gì? Hello. Ok.
Cái phần này chắc cơ bản các bạn không có câu hỏi. Ok, mình sẽ di chuyển tiếp này. Tương tự như cái put option ấy, thì cái call status nó cũng khá là quan trọng, tại vì nó sẽ tác động đến chuyện là người bán người ta làm gì và người mua làm gì với lại những trạng thái khác nhau. Thì status của call của một cái call option nó được gọi là in the money. Nếu mà khi mình exercise cái call đấy mình có lấy được tiền. Thế thì lúc đấy lúc lúc là in the money, nếu mà cái call price ấy, nó nhỏ hơn cái stop price tại thời điểm đấy trên market. Ví dụ chẳng hạn như là Apple ra đang có giá 125 mà một cái người buy call Apple có try 120. Thế thì call 120 này sẽ là in the money. Nó là in the money tại vì nếu mà cái người mua người ta exercise nó, tức là người ta bỏ ra 12.000, người ta mua 100 share thì họ sẽ có thể bán trên market với cái giá là 125. Và như vậy thì họ sẽ bán được 120, sorry. Bỏ ra 12.000 để mua 100 share và bán 100 share đấy với giá 125 thì được 12.500. Như vậy thì họ sẽ nhận về được là tiền lời ở đây là 500 đồng. Thì cái 500 đồng tiền lời này chính là cái money mà mình có được khi mình exercise cái option đó, đúng không? Thì cái 500 đồng tiền lời này nó cũng gọi là cái intrinsic values của cái option đấy. Cái cách tính của nó là ta sẽ lấy là cái stop price hiện tại trừ đi cái call price thì nó ra intrinsic values. Như vậy là cái này nó ngược lại với cái put option nhé. Cái put option thì nó là quyền bán, thì nó chỉ có lợi, có money khi mà cái try price ấy, nó cao hơn cái stop price. Còn đối với lại quyền mua thì nó lại có lợi khi mà cái try price nó thấp hơn cái stop price. Đấy, nên là intrinsic value sẽ là bằng stop price trừ đi call price. Trong call try, nếu mà call try mà còn lớn hơn cái stop price thì rõ ràng là cái option đấy nó không có intrinsic values. Lúc đấy thì nó sẽ được gọi là out of money. Tại vì là khi exercise thì nó không có lợi chút nào cho cái người người buyer cả. Trong trường hợp giả sử như Apple đang có giá 125 và cái người buyer lại có cái call, tức là người ta đang đang sở hữu một cái call ở try 130 chẳng hạn. Thì nếu người ta exercise nó sẽ rất là dở cho họ, đúng không? Exercise có nghĩa là họ sẽ phải mua ở cái giá quy định là 130. Vậy thì họ lỗ so với lại giá thị trường là 5 đô la per share rồi. Không có lợi gì cả. Vì thế nên là cái call out of money thì là nó khi nó chưa hết hạn ấy thì nó vẫn có một cái giá trị nó gọi là cái time values. Nhưng mà nếu mà đến khi hết hạn mà nó vẫn là out money thì là cái time value đấy nó sẽ trở thành zero. Nó không còn có cái cơ hội gì cho cái call đấy nó trở mình nữa cả. Đấy thì thế nên là khi mà tại expiration ấy thì tùy thuộc vào tình huống là cái call đấy nó là in the money hoặc là out of money mà cái broker người ta sẽ có xử lý khác nhau. Nếu một option vẫn để open tại cho đến khi hết hạn, tức là buyer người ta không có chốt lời mà seller cũng không buy to close để đóng lại chẳng hạn ấy, thì broker nó sẽ tự động exercise cái option đấy. Nếu nó là in the money thì nó sẽ tự động exercise. Thế thì khi exercise có nghĩa là buyer của cái call option sẽ phải thực hiện mua cổ phiếu. Thì broker nó cứ cứ đặt lệnh mua thôi. Nhưng mà kể cả khi mà cái buyer người ta không đủ tiền để mua thì broker nó vẫn exercise, nó vẫn mua về, sau đó nó bảo thiếu tiền thì bây giờ nộp margin call vào, có margin call thì nộp thêm tiền, margin call để nộp thêm tiền. Trong trường hợp mà seller không có sẵn share để bán, tức là mình sell call mà mình sell khống, mình không có share vẫn sell call, thì broker nó vẫn exercise, nó exercise bằng cách là nó mượn share về nó bán khống cho mình. Và sau đó là mình muốn cover lại thì buy lại cái share đấy từ market trả lại cho họ. Thế thì tại vì cái việc bán khống của cái người bán này khá là nguy hiểm nên là broker nó chia cái người bán ra thành nhiều level. Nếu mà trường hợp mà cái người bán nó ở option level rất là thấp, thấp nhất là người mới tập chơi, thì broker nó không cho bán một cách rủi ro. Nó chỉ cho bán option, bán call option khi mà đã có sẵn 100 share. Tức là nếu có 100 share thì sell được một call. Thích sell try bao nhiêu cũng được, mua bao nhiêu bán bao nhiêu tùy ý, nhưng mà phải có sẵn share rồi thì nó mới cho.
Và sau khi sell call xong ấy thì cái share này nó sẽ bị khóa lại luôn, nó không cho mình đụng đến nữa. Tức là mình nhận về đi dividend thì được, nhưng mà nếu mà muốn bán cái share đấy đi để gọi là chốt lời chẳng hạn thì không được, tại vì broker nó bảo là cái share này là đã dùng để chuẩn bị gọi là thực hiện hợp đồng rồi. Do đó nên nếu mà bạn bán đi, nhỡ bạn không có để bù lại thì sao? Thành ra là broker nó sẽ không không cho mình bán đi. Đấy, nhiều người cũng gặp tình huống là chẳng hạn họ muốn sell cái cover call, sell call khi mà đang có share. Nhưng mà họ đặt lệnh không được. Thì nhiều tình huống đặt lệnh không được đây là tại vì họ đang có một cái open order để sell cái share của họ. Nếu mà bạn đang có open order để sell share của mình ý, thì bạn không thể sell một cái call nữa cho nó được, tại vì cái call đấy nó phải dựa trên cái share kia, việc là không bị bán đi cơ, nó phải cố định ở đấy, nó bị khóa lại. Thành ra là khi bạn sell call không được ấy, thì cái check xem có phải là mình đang có một cái open order để sell cái share mình đang có hay không. Thì đấy là trường hợp mà broker nó cần an toàn nhất. Là bạn muốn sell được call thì bạn phải có sẵn share để cover cái gọi là cái việc sell call đấy. Là cái chiến thuật mà có share rồi, bán call thì người ta gọi là chiến thuật cover call, sell cover call. Tại vì cái call đấy đã được cover, đã có share để nó sẵn sàng và thực thi cái nghĩa vụ đấy bất cứ khi nào. Trường hợp mà cái người option seller này có cái level cao hơn nữa, thì broker họ không yêu cầu là phải có sẵn 100 share. Tại vì 100 share thì giá trị khá là cao. Thì trong trường hợp này họ bảo là bạn có thể là không cần có 100 share. Nhưng mà bạn nếu mà bạn buy một cái call khác thì tôi vẫn cho bạn sell call. Khi bạn buy một call khác ấy thì có nghĩa là bạn có quyền exercise nó bất cứ khi nào mà bạn muốn để có 100 share. Vì thế nên bạn cứ việc là buy cái đấy để dự phòng thì tôi sẽ cho bạn sell call. Là chiến thuật mà mình buy một call rồi sau đó call một sell call, tức là sell một call khác ấy, thì chiến thuật đấy nó gọi là stretch. Và tùy thuộc vào là thời gian hết hạn hay là vị trí giữa các try khác nhau mà mình có thể là có debit spread, có credit spread, calendar spread, diagonal spread. Thì tùy thuộc vào cái đấy, chúng ta sẽ học chi tiết trong những bài sau. Hiện nay thì chúng ta cứ hiểu rằng là ok, nếu mà không có 100 share mà vẫn muốn bán call option ấy thì phải nâng cấp cái option level của mình lên cao hơn. Và lúc đấy thì mình có thể chơi chiến thuật stretch. Thế còn nếu mà bạn chứng minh rằng bạn rất là có kinh nghiệm, bạn có cái option level rất cao ấy, thì broker nó tin tưởng mình là nó cho mình sell khống luôn. Có nghĩa là mình có thể sell call mà không cần có sẵn 100 share hoặc cũng không cần có sẵn một cái call khác mình đã mua trước. Nó cứ cho mình sell khống thế thôi. Thì cái call mà sell khống như thế nó gọi là naked call, có nghĩa là call không được cái cover gì cả. Cái call naked ấy thì nó khá là nguy hiểm. Tại vì là sell call là cái thao tác rất nguy hiểm. Nếu mà giá stock nó tăng lên rất là nhanh thì cái call premium nó cũng tăng lên nhanh hơn rất là nhiều lần. Và giá stock thì nó có thể tăng lên đến trời luôn. Nó không giống như là khi nó giảm. Nó giảm thì có thể nó giảm mạnh nhưng mà nó giảm tối đa đến không là nó dừng thôi. Thành ra nếu mà mình sell put ý, thì tệ lắm là mình thiệt từ cái đoạn try mình sell cho đến zero. Còn nếu mình sell call thì nó không có giới hạn trên gì của cái share price cả. Share price nó có thể bay giống như GME chẳng hạn, nó pump từ 10 đô la lên 500 đô la per share. Thì nếu mà người sell call có thể là thiệt hại đúng như thế luôn. Hay là cái giai đoạn trước mà tại sao cái đám hedge fund người ta bảo là lỗ đến cả 20 tỷ đô á, có thể chính vì nó short sell cái đám GME quá cao. Sell call như thế cũng rất là nguy hiểm. Đấy thì trong tình huống mà mình sell naked call ấy thì option level của mình phải là cao nhất. Và broker nó vẫn phải gọi là bắt mình đặt tiền thế chân, tiền cọc. Tùy thuộc vào cái mức độ dao động của cái stock, nếu mà stock nó di chuyển chậm 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 thì nó có thể bắt đặt 10% thôi, 15% thôi. Nhưng nếu stock nó di chuyển rất là nhanh thì nó có thể bắt đặt đến 50%, thậm chí nhiều hơn, nhiều cái nó có thể 70 hoặc 100%, nó tùy thuộc vào cái mức độ di chuyển của giá stock. Nhưng mà nói, trong trường hợp của cái hai level này thì mình không phải mua hai cái leg, tức là mình chỉ sell call trực tiếp thôi mà không cần phải buy share sẵn hoặc là không cần mua một cái call khác, thì như vậy thì có thể là nó dễ dàng hơn cho mình.
Cái option level cao ấy thì chỉ dành cho những người có kinh nghiệm, người ra biết chơi, biết mình làm gì. Do đó nên là sell call là cái thao tác nguy hiểm nhất. Và đối với các bạn như Vi ấy, thì mình khuyến khích là chỉ nên chơi sell cover call thôi. Có nghĩa là mình đã có sẵn share rồi ấy, thì mình có thể sell thêm call thôi. Còn nếu không ấy, chơi spread spread kiểu debit hay là calendar thì cũng đỡ rủi ro hơn một chút, mặc dù là nó vẫn có thể là mất hết 100% vốn. Còn sell credit spread với call ấy thì là khá là nguy hiểm. Nó có thể dẫn đến là mình trade ngược market và cái khả năng thua rất cao. Còn sell naked call thì cực kỳ nguy hiểm. Các bạn chỉ nên chơi khi mà các bạn chắc chắn là các bạn rất giỏi trong cái việc dự đoán giá cả di chuyển và tài khoản thì khá là lớn và option level cao nhất có thể được. Ok, bây giờ quan tâm đến câu hỏi là tại sao mọi người lại đi buy call? Tại sao rất là nhiều người đặt câu hỏi là rõ ràng buy call là để mua share, thế tại sao không mua share luôn mà lại phải buy call làm gì? Đấy thì cái bản chất của cái buy call là nó dùng để đầu cơ, speculation. Tức là khi chúng ta speculation là chúng ta muốn dự đoán giá xu hướng giá cả của một cái tài sản nào đấy, ví dụ giá cổ phiếu. Và chúng ta speculation là chúng ta muốn là lời ít, tức là vốn ít nhưng lời nhiều. Đấy, chúng ta muốn trúng to. Thế thì buy call ấy, nó so với lại buy share nó có lợi hơn ở chỗ là share price thị trường là giá khá là đắt. Và cái tỷ lệ thay đổi, tức là tỷ lệ tăng giá của share ấy, thì là khá là chậm so với lại cái vốn mình bỏ ra. Đa số stock nó tăng có thể 1-2% một ngày là cùng, là nhiều. Chỉ những stock rất là hot kiểu như penny stock, hoặc là stock sau earning, hoặc là stock volatile, hoặc nó có cái good news gì đấy thì nó có thể bay thêm nhiều. Nhưng mà những trường hợp đấy rất là hiếm khi xảy ra. Khá là hiếm khi một khi stock nó bay đến mấy chục phần trăm một ngày. Do đấy nếu mà chúng ta muốn có lời cao trên cái vốn của mình ý, thì chúng ta mua kiếm một cái stock mà bay giá cao như thế rất khó. Nên ý tưởng là bây giờ chúng ta kiếm một cái stock nào mà nó bay chậm chậm thôi. Nhưng mà chúng ta kích hoạt cái gọi là cái tốc độ bay lượn của nó thông qua cái speculation, thông qua cái buy call. Một cái cách khác người ta nói về buy call là nó là một cái sản phẩm leverage, là sản phẩm có đòn bẩy. Có nghĩa là khi mà mình dùng cái sản phẩm leverage ấy, thì là cái gọi stop dưới đấy nó có thể chạy chậm. Nhưng mà cái call premium của cái call ấy thì nó lại có thể chạy rất là nhanh. Tại vì là nó tăng so với lại cái vốn mình bỏ ra nhiều hơn. Một cách khác để hiểu về buy call speculation là giống như là nó một dạng là rent to own. Tức là mình có thể tưởng tượng rằng là mình là người buy call chẳng hạn ấy, thì mình thuê 100 share của seller. Mình không mua mà mình thuê thôi. Thì tiền thuê bao giờ cũng nhỏ hơn tiền mua mà. Thì cái premium mà mình bỏ ra mình trả cho seller ấy chính là tiền mình bỏ ra để thuê. Và cái thời gian từ lúc mình mua cho đến khi expiration ấy thì nó đến khi hết hạn thì nó gọi là thời gian mình thuê cái cổ phiếu đấy. Giống như mình thuê trong 1 tuần hay trong 1 tháng hay trong 1-2 ngày. Khi mình thuê xong ấy thì mình lợi dụng nó là nếu mà giá stock nó tăng lên rất là nhiều ấy thì mình có quyền để mình exercise để mình biến từ rent to own. Có nghĩa là khi mình mua cái option call option ấy thì mình có thêm một cái gọi là một cái quyền lợi là mình có thể là muốn muốn own cái tài sản đấy được. Mình có thể bỏ tiền ra để mình ôm ôm nó. Đấy thì khi mà giá stock nó lên thì là nó lên rất là cao, nó có thể lên cao so với lại cái giá ban đầu khi mình đặt thuê. Thì lúc đấy mình thấy rằng là nếu mình chuyển sang mình thành sở hữu rồi mình bán nó đi có lời hơn. Đấy thì mình có thể exercise nó để mình từ rent to own. Còn nếu mà mình không muốn kiểu như không muốn gọi là own thực sự ấy thì mình có thể là bán lại cái hợp đồng ấy cho người khác, mình ăn chênh lệch cũng được. Nó không nhất thiết là mình cứ phải trở thành owner rồi mình bán đi mới có lời. Cái hợp đồng đấy vẫn có giá, cái call option này vẫn có giá và mình vẫn có thể bán lại cho nó để ăn chênh lệch cũng được. Tất nhiên trong trường hợp mà stock nó không lên giá, stock nó đứng yên hoặc nó giảm giá
Thế thì cái lợi cho cái người buyer ở đây là họ không mua trực tiếp, nên là họ không bỏ ra nhiều tiền. Họ thiệt thì họ chỉ thiệt cái tiền đi thuê thôi, đúng không? Giống như mình đi thuê nhà. Nếu giả sử như là cái nhà mà nó gặp hỏa hoạn, nó gặp trục trặc gì đấy, thì mình không phải chịu trách nhiệm. Mình chỉ mất tiền thuê rồi, cái người thiệt là cái người cho mình thuê. Còn mình mất tiền thuê rồi thôi, tối đa là như vậy. Vì thế chiến thuật buy call ấy, thì cái lợi của nó ấy, là nó có limited loss. Có nghĩa là cái premium mình trả ban đầu bao nhiêu thì mình chỉ thiệt tối đa là như vậy thôi. Và cái premium đấy so với lại cái share price ấy, thì thường nhỏ hơn rất là nhiều. Mình có thể chọn ngày hết hạn, chọn try price sao cho mà cái premium nó có thể thay đổi đi. Có premium lớn, premium nhỏ thì cứ thay đổi. Ngày hết hạn, thay đổi try price, thay đổi dạng stock là có thể là nó đã có một loại khác rồi. Thế còn tiền lời từ cái việc buy call ấy thì lại có thể là unlimited. Tức là mình bỏ ra vốn ít nhưng mình có thể lời rất là to, lời chục lần có thể được. Mua cổ phiếu rất ít khi có khả năng lời được chục lần. Nhưng mà mua option thì có thể lời được chục lần được, hoặc nhiều hơn cũng được, tùy thuộc stock. Có lúc stock nó bay tốt chẳng hạn thì nó được lời cả chục lần vẫn ok. Tất nhiên, cái dở của cái việc buy call ấy là nó là speculation, mình phải dự đoán giá lên và lên lên rất chính xác. Nó phải lên đủ nhanh trước khi cái stock đấy nó hết hạn. Giống như mình kiểu rent to own thôi, mình mua cái nhà đấy mình thuê trong 1 năm, nhưng mà cái năm đấy giá không tăng mà lại đến năm sau nó mới tăng chẳng hạn, thì rõ ràng lúc đấy mình hợp đồng mình hết hạn rồi, mình không có được quyền exercise để mua nó nữa, thì lúc đấy lại không có nghĩa cho mình. Như vậy có nghĩa là cái người buy call ấy, người ta phải do cái speculation rất tốt. Họ phải dự đoán là trong cái thời gian trước khi stock nó hết hạn ấy, thì là giá stock nó phải bay lên rất là cao, nó đủ cover được cái premium mà họ bỏ ra khi họ buy cái call option. Trên thực tế thì đến 75%, 80% những cái call là nó sẽ hết hạn vô nghĩa. Tức là nó cái premium của nó sẽ trở thành không khi đến khi nó hết hạn. Tại vì nó không đạt được cái mục tiêu try price của nó. Thì nếu mà buy call mà lại thua thiệt như vậy thì rõ ràng là sell call có lợi, đúng không? Thế thì cái chiến thuật sell call ở đây là cái chuyện là mình có thể kiếm thêm được income từ việc là call premiums. Nếu như bài trước chúng ta có thể tưởng tượng rằng là sell put giống như một cách là mình bảo hiểm cho market, thì chúng ta cũng có thể hiểu là sell call là một kiểu là mình gọi là cho thuê stock của mình. Cái này nó chỉ an toàn khi mà chúng ta đã có sẵn share rồi nhé. Ví dụ chẳng hạn như mình có 100 share của Apple, mình mua ở giá 130. Sau đó Apple giờ đang lên giá 132. Nếu mà mình bán đi mình chốt lời thì mình chỉ lời có 200 đồng thôi. Và nếu mà mình giữ không đủ lâu, mình bán sớm đi như thế thì là mình sẽ phải đóng thuế tức là short term tax rate khá là cao. Mình muốn giữ là đến hơn 1 năm mới bán thì long term tax rate đỡ hơn. Hoặc là mình không muốn bán ngay tại vì mình nghĩ là Apple trong một thời gian sau nữa nó vẫn có thể lên cao hơn. Thế thì bây giờ mình không muốn, tức là cái lời mình đang lời 200 mình lại không muốn chốt lời. Làm nào mình có thể là có thêm được tiền mà không phải bán share đi. Thì trong trường hợp này mình sẽ bán cái call option. Nó giống như ở đây là mình lấy share mình cho người ta thuê, mình nhận về tiền thuê. Trong trường hợp đó, giả sử như là mình giá stock đang là 132 và mình sell call 135. Tại sao mình lại sell call 135 ấy? Là tại vì mình có thể dự đoán là 135 đang là cái kiểu như là cái resistance của cái giá stock hiện nay. Có nghĩa khả năng trong 1 tuần stock nó bay lên quá 135 rất là thấp. Cái thứ hai nữa, mình mua ở giá 130 thì mình sell 135. Trong tình huống xấu mà mình bị exercise, có nghĩa mình phải bán ở giá 135, thì mình vẫn happy, mình nghĩ là 135 đang là cái giá tốt để có thể bán được. Có điều mình chưa muốn bán thôi, tại nó mới lên đến 132. Đó, thì như vậy, tức là khi mà mình sell một cái, mình có share, mình sell call, và cái call này mình cố ý chọn sao cho mà nó là out of money, có nghĩa là cái stock price của nó nhỏ hơn cái call try, để là tránh người ta lấy share của mình đi. Cái trường hợp thứ hai nữa là mình chọn cái try price sao cho mà nó gần với lại cái resistance, để tránh cái tình huống mà giá nó bay vọt qua cái try price ấy. Thế thì trong tình huống tốt nhất là giá stock nó sẽ tăng tiếp, nó sẽ tăng từ 132 lên đến gần 135. Nhưng nó không vượt quá. Đến khi hết hạn thì giá nó không vượt quá cái 135 đấy. Thế thì tình huống này tốt cho mình ở chỗ là share mình vẫn còn.
tiền thì mình lại hưởng, mình bán call, mình có premium mình cầm về rồi. Đến khi hết hạn cái giá stock nó vẫn nhỏ hơn cái strike price. Thì mình không phải tức là cái call đấy nó sẽ là out money, nó không bị exercise gì cả. Mình vẫn giữ được share và premium thì mình đã cầm rồi, rất là tốt. Đấy là trường hợp tốt nhất trong cái chiến thuật này. Trường hợp thứ hai là ít tốt hơn một chút ấy, là giá stock nó vẫn tăng nhưng mà lại vượt qua cái call strike của mình. Có nghĩa là nó tăng từ 132 lên 136 chẳng hạn. Thì như vậy, trong trường hợp này tại vì mình bán call nên mình phải có nghĩa vụ, và như thế thì mình sẽ bán cái hợp đồng đấy đi ở, tức là mình sẽ bán 100 share của mình là giá 135. Thì so với giá thị trường 136 mình thiệt hơn một chút đúng không? Tại vì là mình không được bán với giá cao. Có điều là cái thiệt này thì nó bù lại bằng cái premium rồi. Trước đấy mình đã được cầm premium rồi, nên là mình không thiệt. Mình ít nhất là còn cái premium đấy bù lại cho cái phần chênh đấy. Thì đấy là hai trường hợp có lợi. Trường hợp thứ ba là stop đứng yên, tức là giá nó vẫn quanh quẩn quanh 132 thôi. Vậy thì mình chẳng có lời thêm chỗ nào cả, nhưng mà mình lại cứ lời cái premium. Premium 135 thì đến nó cứ sideways chẳng hạn ấy, thì là 135. Tức là cái try try 135 để call try 135 đấy nó sẽ thành hết hạn vô nghĩa. Thế thì cái option đấy tự động bị xóa đi thôi. Mà mình không cần đợi đến ngày hết hạn, mà nếu mà stock nó cứ đứng yên hoặc nó chạy sideways ấy, thì có thể thì đến 2-3 ngày trước khi hết hạn cái call premium này có khi nó cũng giảm rất nhiều rồi. Thì nếu mà nó giảm rất là nhiều rồi ấy, thì mình có thể buy to close nó cũng được. Ví dụ chẳng hạn như là cái lúc mình bán mình lấy được 100 đồng mà bây giờ giá nó chỉ còn có 10 đồng thôi, thì mình buy to close mình vẫn lời 90 đồng. Mà mình không sợ là tự nhiên giá nó tăng vọt qua cái strike price đấy cho mình. Đó. Thì đấy là những trường hợp tốt trong cái chiến thuật này. Trường hợp nữa là cái stock price này nó giảm. Thế thì nếu mà nó giảm rất là nhanh ý, thì thực ra mình lỗ là lỗ cái share của mình. Ví dụ nó đang 132 nó giảm xuống còn 120. Thế mình mua ở giá 130 mà thì nó giảm xuống 120 mình lỗ 10 đô là một share. Thế còn nếu mà nó giảm xuống 131 thôi ấy, thì mình vẫn còn lời và nó không lỗ nhiều. Thế thì nếu mà stock mà giảm rất là mạnh ý, thì lúc đấy thì mình mới thiệt. Tại vì lúc đấy là ôm share không mình đã thiệt rồi, chưa nói đến về sell call. Thế còn trường hợp mà stock nó giảm nhẹ thôi ý, thì mình không thiệt. Giả sử như mình sell call này được 40 đô một share, 40 đô tiền premium. Thế thì stock nó giảm mình nó đang 132 nó giảm xuống còn 131.6 chẳng hạn ấy. Thì tính ra là mình không bị lỗ. Đáng ra là mình lỗ 40 đô. Nhưng mà tại vì cái premium mình bán đấy được 40 đồng rồi, thế thành ra là mình không lỗ. Do đó nên là sell call nó còn có một tác dụng nữa, là không phải là chỉ để kiếm income, mà nó có tác dụng nữa là cho mình bảo vệ cái share của mình trong trường hợp mà stock nó giảm giá. Tức là giả sử bây giờ Apple đang 132, mình dự đoán là market nó sắp correct. Nó có correction thì giá nó sẽ giảm rất là sâu, chẳng hạn nó có thể giảm xuống 125. Thế thì mình không muốn bị lỗ thì mình làm thế nào? Thì một cách là mình bán share đi, thì mình chốt lời thì mình không bị lỗ nữa nếu giá nó giảm. Nhưng mình ở đây mình không muốn bán share đi. Thế thì mình có một cách là mình có thể là mình sell call ở try 135. Nhưng mà mình chọn ngày hết hạn nó lâu lâu để cái premium nó cao, ví dụ chẳng hạn mình dự đoán là correction nó sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần chẳng hạn. Thì mình sẽ bán call hết hạn trong 2 3 tuần. Và sau đó là cái premium mình chọn 135 để trong trường hợp mình dự đoán sai thì là mình vẫn không có thiệt quá. Thế thì premium call premium đấy giả sử như mình có thể là lấy được về là 600 đồng. Như vậy thì nếu mà Apple đang 132 ấy, thì nó phải giảm xuống tận là 126. Thì mình tức là như vậy share mình lỗ 600 đồng ấy, thì cái call premium kia mình có 600 đồng rồi. Mình không có sợ, tức là không sợ lỗ, hai cái ngang nhau. Còn tất nhiên là nó giảm xuống sâu hơn thì lúc đấy mình bắt đầu mới thua. Đó. Nên là nếu mà mình sợ mà stock nó giảm giảm mạnh ý, mà thì mình có thể sell call với premium cao, thì khi mà stock nó giảm thì mình lỗ share nhưng mà mình lại vẫn có cái premium của call mình bù vào. Thì là mình không có lỗ nhiều quá. Như vậy thì là nó có lợi hơn cho mình. Ở trường hợp là mình cứ để share trống không có gì cover cho nó cả. Thì đấy là cái chiến thuật mà dùng call để hoặc là kiếm income thường ngày hoặc là có thể bảo vệ cho share trong trường hợp mà market nó chuẩn bị nó correct.
Ok, thế thì muốn chơi cái chiến thuật self cover call như vậy ý, thì mình nên chọn cái stock gì? Thì muốn muốn chơi cover call ý, thì như chúng ta thấy là tình huống tệ nhất là chúng ta sẽ khi mà stock nó giảm giá rất là mạnh thì chúng ta sẽ bị lỗ. Thế thì để tránh tránh cái tình huống đấy thì chúng ta chỉ nên mua cái stock nào mà nó stable thôi, tức là mình nhìn cái xu hướng chung của nó là đi lên. Đi lên, đi ngang, hoặc thỉnh thoảng correct một chút, đi xuống một chút xong lại đi lên. Thế thì những cái stock mà có xu hướng như thế ấy, thì thường thường nó là những cái stock big cap hoặc là những cái index của market, những cái index funds cho market. Generally thì market nó go up tại vì là nền kinh tế phát triển, mọi người đều vui vẻ, công ty làm ăn nên làm ra thì là kinh tế mở rộng, nó cái chỉ số chứng khoán đi lên. Còn thỉnh thoảng ấy thì nó lên cao quá, hoặc là thỉnh thoảng có một vài tin không được thuận lợi ý, thì market nó có thể nó giảm, nó điều chỉnh một chút. Nhưng mà sau cái quá trình đấy thì nó điều chỉnh một thời gian rồi thì mọi người lại vẫn vẫn tiếp tục đầu tư thì nó lại đi lên thôi. Đấy, nên là những cái stock liên quan đến market thì thường khá là an toàn để có thể là ôm và chơi chiến thuật sell cover call. Hoặc nếu mà chúng ta không mua market index ý, thì chúng ta thể mua mua những cái gọi là index của cái sector, tức là một phân khúc của market. Những cái sector index thì nó có lợi hơn so với lại cái share trực tiếp ấy, là thường thường là nó thứ nhất là nó là combine của nhiều share khác nhau, nhiều stock khác nhau, nên là một hai stock nó có thể bị ảnh hưởng nhưng mà cả cái sector thì có thể nó ảnh hưởng ít hơn. Nói cách khác là cái xu hướng của cái stock đấy nó sẽ ổn định hơn. Ví dụ chẳng hạn như là Amazon hoặc là Tesla là một cái cổ phiếu rất là volatile, nó có thể lên xuống rất là nhiều, một vài phần trăm trong ngày hoặc là trong tuần nó có thể lên xuống rất là nhiều. Nhưng mà khi nó combine lại với nhau, Amazon combine với Tesla, combine với lại mấy cái công ty tiêu dùng xa xỉ khác như là Starbucks, Nike thì nó tạo ra cái phân ngành về hàng tiêu dùng xa xỉ đấy. Thì mấy công ty đấy thì nó có thể một thằng xuống, hai thằng xuống nhưng mà cả đám xuống thì hiếm hơn. Thành ra là cái xu hướng của cái đấy nó sẽ ổn định hơn. Cái một sector thì sẽ thường ổn định hơn một cái single stock. Cái thứ hai nữa là những cái index fund của cái sector đấy thì thường có price khá là thấp. Ví dụ chẳng hạn như là XLY là cái index, tức là sector index funds của cái nhóm các công ty tiêu dùng. Trong đấy là Amazon và Tesla chiếm thị trọng rất là lớn, hai mã này combine lại để chiếm đến 30% cái trọng lượng của XLY. Nhưng mà Amazon ấy thì share price của nó là tận những hơn 3.000 cơ. Mình muốn chơi cover call với Amazon không được, hoặc là rất khó. Tại vì muốn mua 100 share của Amazon để sell call ấy thì mình phải có như thế là khoảng là hơn 300.000. Tesla cũng thế, Tesla giá thấp hơn một chút nhưng mà muốn mua 100 share của nó thì bây giờ phải cỡ khoảng 60 ngàn. Khá là lớn mới mua được một contract. Nhưng mà XLY thì giá nó thấp hơn khá là nhiều. XLY giá giờ nó chỉ cỡ khoảng có 160, 170 thôi. Thế thì mua 100 share của XLY thì nó chỉ cỡ khoảng là 16, 17 ngàn. Nó bé hơn rất là nhiều so với việc là mua 100 share của Amazon hay là Tesla. Đấy, thế thì nhưng mà tại vì là Amazon và Tesla ấy, nó chiếm tỷ trọng khá là lớn trong XLY. Nên là nếu mà mình mua XLY ấy, thì khi mà Tesla, Amazon nó tăng ấy thì nó cũng kéo theo cái XLY đấy nó tăng thêm một chút. Ví dụ Amazon tăng 2% thì có thể XLY nó tăng được đến 0,3, 0,5, 1% chẳng hạn. Thì như vậy tức là mình vẫn ăn ké, vẫn 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 ăn theo được cái sự tăng giá của các stock kia mặc dù mình bỏ ra ít tiền hơn. Tương tự như thế thì XLC thì cũng là cái index sector của cái nhóm về truyền thông, trong đấy là Apple và Facebook nó chiếm đến 50% trọng lượng. Sorry, không phải Apple mà Google, Google và Facebook. Thế thì Google cái share price của nó rất là cao, hiện nay nó đang cỡ khoảng 2.400. Thì tương tự như cái trường hợp Amazon, rất là khó để mua 100 share của Google để sell cover call. Nhưng nếu mà mình mua 100 share của XLC ấy, thì hình như hiện nay nó chỉ cỡ khoảng bảy mấy thôi. Có nghĩa là chỉ khoảng 7 ngàn mấy là mình mua 100 share rồi. Nếu mình mùng margin nữa chẳng hạn chỉ mất khoảng 4 ngàn thôi. Sau đó mình sell call, sell được một call thì tất nhiên là premium của một call của XLC thì bé hơn một call của Google rất là nhiều. Nhưng mà ít nhất là affordable để mình chơi. Và xu hướng ấy, thì XLC thì nó sẽ ổn định hơn cái Google một chút.
Mặc dù thì Google kiếm chỉ trọng khá là lớn, nên là Google mà thay đổi thì XLC thường thay đổi hơn, nhưng mà nó smooth hơn một tẹo. Ví dụ Google giảm 3% thì có thể là XLC nó chỉ giảm 2,5% thôi. Mà Google tăng 3% thì XLC nó chỉ tăng khoảng 2% thôi chẳng hạn. Thì như vậy thì là cái xu hướng di chuyển của XLC ấy, nó ổn định hơn của Google. Và do đó nếu mà mình dùng nó để mình self cover call ấy, thì mình dễ dự đoán được là cái ngưỡng, tức là cái mức resistance của XLC hơn. Mình sẽ chọn là cái try priming self call mà cái xác suất mà nó sẽ bị in the money, mình exercise ở chỗ đấy thấp hơn. Thế ngoài ra thì mấy cái value stock, thực ra không hẳn là value mà nó cũng là growth stock, nhưng mà nó đã có market cap rất là lớn rồi, giờ nó di chuyển chậm. Nhóm như kiểu Apple, Facebook, Microsoft ấy, thì cái đám đấy thì cái share price của nó hiện nay là khá là nhỏ. Ví dụ Apple có 125, Microsoft thì 2,4, thì rõ ràng mình mua 100 share là mình có thể afford được, mình có thể mua được. Và mua xong mình sell call của nó thì mình cũng ăn được tiền. Và cái tốc tức là cái độ giảm giá của nó không có giảm nhiều. Apple nó ít khi nó giảm đến 10% một ngày, nhưng Tesla thì có thể giảm rất là nhiều như thế. Penny stock thì có khi nó giảm đến 70-80% một ngày cũng được, thì rất là nguy hiểm nếu mà mình mất giá như thế. Thế thì mua những cái big cap, big tech kiểu như Apple, Microsoft ấy, thì mình ôm nó thì nó lên từ từ, sau đó mình sell call thì mình cứ ăn dần được. Cái khả năng mà mình bị exercise khá là thấp. Rồi, thế sau khi chọn được stock tốt để mua share rồi ấy, thì mình chọn cái contract try mình sell như thế nào? Thì để cho yên tâm ấy, thì ta cứ sell cái contract try nó phải ít nhất lớn hơn cái loại giá trung bình mà mình mua. Ví dụ chẳng hạn mình mua ra Apple giá trung bình 126, hiện nay giá market đang là 122, thì mình cứ chọn sell call ở 126 trở lên. Mình chọn cao hơn thì có lợi cho mình hơn. Tại tại vì giả sử mình chọn sell call 130, thì khi mà giá nó tăng đến 130 bị exercise chẳng hạn ấy, thì cái share của mình cũng đã lời được 4 đô la một share rồi. Còn nếu mình chọn sell call ở 125 chẳng hạn ấy, thì mình mua 126 mình bị exercise ở 125 ấy, thì mình lỗ 1 đô la một share. Nó không có lợi cho mình. Đấy là mình nên chọn là cái call try nó phải lớn hơn bằng cái giá share mình mua đã. Nếu mà cái premium nó nhỏ quá thì sao? Ví dụ chẳng hạn như này cái call trong tuần này của 130 nó còn có 10 đồng chẳng hạn, bảo ít quá, 10 đồng không đáng tiền để mình bị khóa nó lại, mình không trade được. Thế nên mình có thể chọn cái expiration xa hơn. Cái những đối với lại call option thì cái thời gian hết hạn của nó ấy, nó sẽ tính cho cái time value. Vậy là cái option hết hạn càng lâu ấy thì cái time value nó càng lớn. Tại vì là cái khả năng di chuyển trong thời gian đâu lại càng lớn, như vậy cái premium mình nhận về được càng nhiều. Nếu mình sell trong tuần không được, mình có thể sell 2-3 tuần, 4-5 tuần, thậm chí 1-2 tháng cũng được. Mình có dự định là ôm cái share đấy long term chẳng hạn, thì mình chờ thêm 1 tháng đâu có gì là phức tạp quá. Nên mình có thể chọn như thế để mình sell. Đó, thì cứ try price ấy, thì nhớ là cứ chọn sao cho là ở cái giá mà mình nó cao hơn giá mình mua và nó gần cái giá mình dự định bán. Tức là giả sử như mình mua 126 mình bảo là bán 130 là đẹp, mình có thể chấp nhận được thì mình có thể chọn. Còn mình thấy là 130 vẫn ít quá, có thể tăng lên, ví dụ mình bảo 135 bán mới đẹp, mới happy, mới không có thấy tiếc, thì mình sell call là try 135. Thường thường ấy, để cho chắc chắn ấy, thì ngoài việc là chọn sao giá cao hơn cái try price của mình ấy, thì mình nên chọn nó sao cho mà nó gần với lại resistance. Resistance là cái mức mà giá stop nó sẽ giảm khi mà stop di chuyển đến đấy, thế nó tăng đến đấy rồi nó thường giảm. Thế thì nếu mình sell call ở cái try gần ở đấy, thường thường là cao hơn một chút ấy, thì nó có lợi cho mình là ít khi giá stop nó vượt qua cái resistance đấy để nó biến cái call của mình thành in the money khi hết hạn. Do đó nếu mình chọn try price mà nó cao hơn cái resistance level một chút thì mình cảm giác yên tâm. Rất ít khi market nó vượt đến đấy. Mà một khi market nó đã vượt đến đấy rồi ấy, thì lúc đấy là cái momentum của nó rất là mạnh, nó vượt qua được, break qua được cái resistance. Thế đấy mình có thể chuyển sang chiến thuật khác, ví dụ mình sẽ chuyển cái sell call này của mình thành debit spread chẳng hạn. Hoặc không thì mình cứ để mặc kệ người ta lấy share đi cho mình cũng được. Tại vì cái giá resistance cũng là giá khá là cao so với mình dự kiến rồi, chẳng hạn như vậy. Một cách khác nữa là để chọn chọn cái try price ấy, là mình có thể chọn theo xác suất. Thế thì mỗi cái call option nó có một cái tham số để mô tả cái đặc tính của nó gọi là grid, thì có nhiều tham số. Một tham số nó là delta. Cái delta này nó phản ánh xác suất cái option đấy nó sẽ trở thành in the money khi hết hạn.
Thế mình sell call ấy thì mình muốn nó là khi hết hạn nó là out money, để mình không thể làm gì cả, mình vẫn được tiền mình vẫn cầm. Thì giả sử như mà một cái call nó đang có call 140 đang có delta là 0.18 chẳng hạn. Thì như vậy xác suất khi hết hạn mà giá stock nó vượt lên cái strike price 100 140 ấy chỉ có là 18% thôi. Thế thì nếu mà mình sell cái call này ấy, như vậy thì xác suất mình sẽ thắng, mình không phải làm gì cả, sẽ là 100% trừ đi 18% đấy thì nó sẽ là 82%, trên trên 80% là mình sẽ thắng. Mà xác suất trên 80% có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình chơi cái chiến thuật đấy khoảng 5 lần ấy thì may ra mình có một lần bị exercise thôi. Còn 4 lần là mình ăn tiền không. Đấy, thì như thế thì nếu mà mình có thể chọn try price theo, nếu mà mình không chọn được, không biết cách nhìn chart để tìm ra Justin ấy, thì mình có chọn theo theo cái delta cũng được. Mình có chọn delta cỡ 0.2 thì có nghĩa là 5 lần sell 4 lần mình thắng. Rất là an tâm. Còn một lần mà thua thì thôi, thua lần đấy thì coi như là bán đủ rồi, mình bán đi cũng được. Và sau đó mình lại quay lại cái chiến thuật sell put hôm trước ấy để mình lại bắt đầu lại từ đầu để mua share. Để lấy tiền premium dần mua share thì cũng không sao. Thì đấy là một cách chọn trade theo cái delta. Thì cái cách này thì nó máy móc hơn, nó không cần phải nhìn chart, mình cứ nhìn delta nào ở cái mức mình thấy yên tâm là được. Nếu thấy là 20% vẫn chưa đủ, không vẫn chưa đủ chắc chắn thì có thể giảm xuống còn 15%. Tức là delta 0.15 trở xuống. Thì như vậy thì cái xác suất nó bị chạm đến càng thấp. Còn nếu thấy gọi là muốn nhiều premium hơn ấy, thì có thể tăng xác suất lên, tăng 25% hoặc 30%. 25% có nghĩa là 4 lần sell thì may ra có một lần bị assign. Còn 30% này có nghĩa là 3 lần sell mới một lần bị. Thì cứ thường là cái premium nó cao, tức là delta nó cao, xác suất nó in the money cao thì premium nó cũng cao hơn. Đấy, mình muốn nhiều tiền thì mình sẽ chấp nhận rủi ro hơn một chút. Cái đấy mình muốn ít tiền thì mình chọn rủi ro thấp, chọn cái delta nhỏ. Mà lại muốn gọi là rủi ro thấp mà vẫn nhiều tiền ấy thì chấp nhận phải chờ lâu, có nghĩa là như vậy mình tăng ngày hết hạn lên, mình chịu gọi là chịu khó chờ đợi lâu hơn thì mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vẫn tiếp tục về cái phần chọn expiration date ấy, thì đặc điểm của cái chiến thuật sell call ấy là mình muốn là nó hết hạn càng nhanh càng tốt, tại vì mình không có thích là kiểu như cái cổ phiếu của mình bị người ta thuê lâu, nó không mình không trade được, nó không có lời không bán được. Cái thứ hai về mặt kỹ thuật ấy thì là những cái call mà nó có ngày hết hạn càng ngắn ấy thì nó mất premium càng nhanh. Cái đấy nó gọi là cái time decay. Time decay nó sẽ tăng tốc về cuối. Nên là call hết hạn trong một tuần ấy thì nó sẽ time decay nhanh hơn call hết hạn trong 2 tuần. Do đó nên là để có lợi cho mình ấy thì mình nên chọn là sell call sao cho nó hết hạn càng nhanh càng tốt. Mình thì mình hay chơi là sell call hết hạn hàng tuần. Mà mình còn chơi với lại đám index fund như là SPY với QQQ ấy, thì bây giờ nó cầm thậm chí là một tuần nó có 3 ngày hết hạn cơ, thứ hai thứ tư thứ sáu. Thế là mình cứ sell hết, mình cứ sell thứ hai chốt xong thì sell thứ tư chốt xong thì sell thứ sáu, cứ quay vòng như thế rất là nhanh, chỉ trong 2 ngày để chờ đợi thôi. Và cái premium của nó thì mình không đòi hỏi cao quá, mình nhận ít ít cũng được, nhưng mà mình xoay vòng vốn nhanh thì mình chơi như thế được. Còn trong trường hợp mà chúng ta là muốn kiểu premium nhiều hơn và chúng ta không có nhiều thời gian để trade hàng ngày, chúng ta không muốn roll liên tục, quay liên tục như thế, thì chúng ta chọn expiration xa hơn, 3 tuần, 4 tuần, thậm chí 2-3 tháng. Nếu 2-3 tháng chẳng hạn thì premium cực kỳ cao, tại vì là time value rất là nhiều. Cái việc là chọn expiration xa như thế thì cũng có lợi đối với những stock di chuyển nhanh, kiểu như Tesla hay là Fastly chẳng hạn. Những stock đấy nó volatile, một ngày nó di chuyển lên xuống rất là nhiều. Thế thì nếu mà mình sell call option hết hạn nhanh ý, thì có khi là nó rất dễ là nó vượt qua cái try của mình. Đó, Tesla có thể là bay vèo trong một tuần nó bay đến cái try đấy rồi. Nhưng mà có thể nó lên rồi nó lại xuống. Thì biết đâu là trong tuần này nó lên, tuần sau nó xuống. Thì nếu mình sell nó vài tuần chẳng hạn ý, thì có khi là nó lại xuống, mình chưa chắc đã bị assignment. Đó. Thì trong trường hợp với cổ phiếu mà nó tăng động như vậy thì chúng ta có thể là chọn cái expiration date xa và cái try price nó cao hơn. Tesla nó đã từng nó tăng đến 700 chẳng hạn, hoặc 750 chẳng hạn trong vòng 1 2 tháng. Thì chúng ta có thể sell sell ở try 750 trong vòng 1 2 tháng. Premium của mình nhận được cũng về rất là khá. Và sau đấy thì mình cứ để yên cho nó thôi. Chờ nó ngày hết hạn hoặc là gần hết hạn nó lời đủ rồi mình close rồi mình sell tiếp. Tình huống là nếu mình sell rồi sau đó cái call đấy bị in the money. Ví dụ chẳng hạn như là chưa đến ngày hết hạn hoặc là sắp đến ngày hết hạn mà tự nhiên giá tăng vọt lên vượt qua cái contract của mình. Thế đấy thì mình làm như thế nào?
Thì có nhiều cách xử lý. Trường hợp đơn giản là nếu mà giá nó tăng từ từ và nó chỉ vượt qua một chút thôi, ví dụ chẳng hạn như Apple đang có giá 115, mình sell call 120, sau chưa đến ngày hết hạn nó đã tăng lên 123 rồi, tức là nó tăng từ từ thôi, nó không tăng kèo lên đấy. Thế thì một cách là mình cứ ngồi chờ thôi. Tại vì nếu mà giá nó tăng thì cũng có thể nó giảm, biết đâu đến ngày hết hạn thì nó lại giảm xuống dưới 120 thì sao? Hoặc nếu nó không dưới 120 nhưng mà nó chỉ cỡ khoảng 121 thôi, khoảng 120.5 thôi, thì lúc đấy cái call premium có thể nó đủ nhỏ để mình buy to close, mình không bị lỗ nhiều. Còn nếu mà giá nó vừa tăng mình đã buy to close rồi thì lúc đấy thường thường là cái call premium đấy nó rất là đắt. Giá nó tăng vọt như thế thì cái call premium nó cũng tăng vọt. Và nếu mình buy to close ngay ấy, thì mình sẽ bị thiệt, là mình lỗ ngay tại chỗ. Rất nhiều người là hay trường hợp là thấy giá nó tăng thì buy to close, nhưng theo giờ giá lại giảm, thế là mình cả lỗ cái chuyện là buy to close đấy, lại vừa lỗ là cái tiền share của mình. Nên thường thường là mình sẽ không 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 close cái sell call khi mà nó chưa hết hạn. Thế đến ngày hết hạn mà giá nó vẫn không cao quá, ví dụ chẳng hạn như là nó chỉ có như trường hợp này nó chỉ hơn 1 2 đô thôi, thì mình có thể thực hiện cái việc là roll over. Tức là mình chấp nhận là cái sell call trong tuần này của mình bị lỗ, nhưng mà tại vì là giá nó không cao quá mình lỗ ít ít thôi. Ví dụ chẳng hạn như mình sell nó được 100 đô, mình phải buy to close mình mất 200 đô chẳng hạn. Như vậy mình chỉ lỗ 100 đô thôi. Thì nếu muốn gỡ lại cái lỗ đấy thì mình có thể sell một cái call khác có ngày hết hạn xa hơn và có premium cỡ cái tiền mình lỗ. Thì cái thao tác đấy mình gọi là roll over, tức là mình sorry không biết bạn nào đang có âm hồn nữa. Cái thao tác roll over đấy có nghĩa là mình chấp nhận mình lỗ cái sell call hiện tại. Nhưng sau đó mình sẽ bù lỗ nó bằng cách là mình sell một cái call mới ở cái ngày hết hạn lâu hơn. Và mình hy vọng là lúc đấy thì stop nó lại đi chậm lại, nó không vượt qua cái call đấy để mình gỡ lại cái tiền mình lỗ của cái tuần này. Còn nếu mà stop nó vẫn tiếp tục nó đi nhanh, nó lại vượt tiếp cái call, cái try của mình bán tiếp ấy, thì mình lại lại close thằng đấy rồi lại mua thằng sau. Có nghĩa là cái roll over có nghĩa là nó cứ giống như là cái stop nó là giá tăng, nó đuổi theo cái call của mình, sau call của mình ấy. Thì nó cứ tăng đến đâu ấy thì là mình roll đến đấy, mình nhảy, nhảy cấp, mình bưng cái call đấy của mình nhảy sang cái tuần khác. Tất nhiên là khi nhảy như thế thì mình sẽ nhảy lên cao hơn. Mình đang sell 120 chẳng hạn thì tuần sau mình có thể sell 125 hoặc là 123. Miễn sao là cái premium của cái call mình sẽ sell ấy nó bù lại được cái call mà mình đang bị lỗ hiện tại. Thì như vậy tổng thể mình không lỗ, đúng không? Mà giá stop tăng thì là cái share của mình tăng giá này mình có lời. Đấy thì việc roll over đấy, có nghĩa là mình cứ mua dần up lên, mua up dần lên như thế. Thì không có stop nào nó tăng mãi cả. Nó cứ tăng đến đâu, nó đuổi đến đâu mình chạy đến đấy, thì là mình chạy đủ lâu rồi ấy, thì nó sẽ dừng lại. Và lúc đấy thì cái call cuối cùng mình sell ấy là mình sẽ lỗ, mình sẽ có lời. Lời thì cái lời của nó thì cái premium của nó sẽ bù lại được hết những cái lỗ của trước đây mà mình phải roll đi. Thì đấy là chiến thuật là roll over. Nhưng mà trong trường hợp không roll over nổi thì sao? Ví dụ chẳng hạn mình sell call là 120 nhưng mà Apple nó bay veo lên 140. Thì lúc đấy thì cái sell call của mình sẽ coi cái premium cực kỳ cao. Mình lỗ tận đến 20 đô một share mà. Thì như thế thì rất là khó có cái chuyện là có thể là có một cái call khác vẫn out of money mà mình có thể là sell bù lại để gỡ lại được. Thì nếu trường hợp mà cái sell call nó đã vượt quá cao so với cái giá của mình ý, thì tốt nhất là mình cứ để nó exercise đi. Tức là coi như mình chấp nhận là trường hợp đấy là trong nhiều lần không may thì sell chúng bị nó tóm cái share đi thì mình coi như mình mất. Thì về yêu cầu là mình cứ sell call sao hơn sell try nó cao hơn cái giá mình mua, thì có nghĩa là kể cả khi mà mình bị mất như thế, mất share như vậy thì mình vẫn có lời. Chỉ điều nó lời không giống như là mình muốn thôi. Thế cũng được, mình chấp nhận là mình mất lời đi, rồi sau đó mình có thể dùng sell put để mình chờ chờ giá nó xuống lại mình mua mua lại. À, giống như Apple chẳng hạn ấy. Mình mua ở 120, mình sell call ở 125. Tự nhiên nó bay lên 145. Thế thì thôi mình không roll được nữa, để mình để yên nó exercise. Nhưng mà sau đó thì Apple lại đi xuống mà, thì sau đó mình lại chuyển lại mình lại sell lại cái put ở 125 chẳng hạn. Thì cứ sell dần put ở 125 cho đến khi nào Apple nó đi xuống 125 thì mình lại mua lại. Mua lại share ở giá 125 thì giống hệt như trước đây là mình phải bán ở giá 125. Giờ mình mua lại ở giá 125 thì mình vẫn có lời cái premium trong cái quá trình đấy và mình lại lấy lại được 100 share giống như ban đầu của mình. Thì đấy, đấy là cái cách mà mình có thể là trade được trong tình huống mà sell call của mình bất lợi.